Công an tỉnh Hậu Giang bắt quả tang 17 đối tượng nam và nữ từ 16 đến 20 tuổi đang sử dụng trái phép chất ma túy trong hai phòng của một quán karaoke trên đường Trần Quang Diệu, đoạn thuộc khu vực 1 phường 1 thành phố Vị Thanh. Tại phòng karaoke không số trên lầu 6, cơ quan công an bắt quả tang 11 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang thêm 6 thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy trong một phòng khác cũng thuộc tầng 6 quán karaoke này. Qua kiểm tra, tất cả 17 thanh niên đều dương tính với chất ma túy. Bước đầu các đối tượng khai nhận, sau khi đi đám tiệc thì rủ nhau thuê phòng karaoke để ca hát nhậu nhẹt và cùng nhau sử dụng ma túy. Trong lúc đang phê ma túy thì bị bắt. Cơ quan Công an quận Cầu Giấy Hà Nội thông tin, đơn vị đã bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Văn Cảnh sinh năm 2001 trú tại Hưng Yên và Lo Thị Hà sinh năm 2002 trú tại tỉnh Điện Biên để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó khoảng 1 giờ sáng ngày 6 tháng 6, Tổ công tác của Công an phường Quan Hoa làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn phát hiện một đôi nam nữ điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, đối tượng nam khai nhận đã đưa người phụ nữ ngồi sau đi bán dâm. Danh tính nam thanh niên được xác định là Nguyễn Văn Cảnh. Quá trình điều tra, công an quận Cầu Giấy đã xác định Nguyễn Văn Cảnh cùng bạn gái là Lò Thị Hà đã có hành vi môi giới mại dâm. Theo đó, nắm bắt một số cô gái trẻ ở quê có nhu cầu xuống Hà Nội tìm việc làm, Hà đã liên hệ rủ đi bán dâm. Cảnh và Hà sẽ thỏa thuận với khách giá tiền và địa điểm. Gái bán dâm sẽ được 2 phần 3 số tiền, còn lại 1 phần 3 chia cho Cảnh và Hà. Ngày 19 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tây Hồ Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Tô Quốc Khanh, sinh năm 1973, cựu chuyên viên phụ trách môn cờ tướng Tổng cục Thể dục Thể thao về tội đánh bạc. Cùng bị khởi tố có các bị can Nguyễn Văn Thi, sinh năm 1972, trú tại Thành Xuân, Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1969 trú tại phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng, về tội đánh bạc, ông Tô Quốc Hành được xác định liên quan đến một đường dây cá độ bóng đá qua mạng do công an quận Tây Hồ phát hiện và triệt phá. Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ đã ra các quyết định phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can nêu trên. Ngày 19 tháng 6, tại thôn Đại Duy, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên, Công an thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Công an xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên, đã phát hiện bắt giữ thành công một đối tượng truy nã nguy hiểm. Đối tượng bị bắt là Đoàn Ngọc Huy, sinh năm 2004, thường trú tại tổ 13, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La. Đối tượng Duy bị truy nã về tội cướp tài sản của Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tại cơ quan công an, đối tượng Huy khai nhận vào khoảng cuối năm 2022, Huy cùng một số đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại khu vực quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản, Huy bị Công an quận Hà Đông ra quyết định truy nã. Tuy nhiên, Huy đã bỏ trốn vào khu vực phía Nam, sau đó lẩn trốn tại khu vực biên giới tỉnh Long An giáp Vương quốc Campuchia.